trong vòng 20 triệu trở lại. Anh nói là 15 triệu là chạy được, nhưng mà là cái số tiền mà gia đình bác Đát á là tài trợ ủng hộ anh á là 20 triệu, thì anh cứ làm cho tốt. Đây là cái ngày cuối cùng. Anh ở bên cạnh chiếc xe cũ. Anh không bỏ nó. Không có đâu có bỏ được. Mà anh nâng cấp nó. Lên đời cho nó. Chứ không có bỏ nha. Chiếc xe này anh đi bao lâu rồi? Anh gắn lắm năm rồi. 30 năm rồi. Vui mừng quá mọi người. Nói với thì mừng quá, ngủ không được luôn. Mừng ngủ không được. Ngủ không được luôn. Rồi, mến chào quý cô chú anh chị cũng như các bạn đã dành thời gian theo dõi clip tiếp theo của Châu và Bằng trên kênh Gia Trang Rám Nắng. Đặc biệt là con chào bác Đắc Nguyễn đang định cư ở Texas, Mỹ. Thì sáng hôm nay con Bằng cũng như là anh Châu để mà thay mặt bác để mà ủng hộ anh Phương cái khoản tiền mà độ chế lại chiếc xích lô điện. Vì cũng chia sẻ đến thông tin với cô chú anh chị là anh Phương là ảnh có cái chân giả đó. Anh Phương giỏi giúp cái chân giả giúp em ấy. Đó thì xích lô thì cũng cũ rồi mà chân thì đã cục hết một khúc nhưng đi lại khó khăn. Cho nên là bác Đắc Nguyễn thì cùng với gia đình đó thì tài trợ một cái kinh phí để nâng cấp. Đó thì sáng hôm nay thì cái vị trí này là ngay chỗ cái ngã ba Lò Heo nè, cái đường hai trước mặt là đường 24 thành phố Nha Trang đó quý cô chú chị. Thì đến tới cái chỗ mà khi đến tới cái chỗ anh đây là chỗ anh Tiếu. Rồi đây là giới thiệu với bác Đắc Nguyễn là đây là chỗ anh Tiếu. Anh đây là anh Tiếu là chuyên về độ xe và nâng cấp xe xích lô ba bánh từ xe đạp đến xe đạp bằng chân đó lên bằng điện. Thứ đó là chào anh Tiếu nha. Thì chia sẻ với anh là có bác Đắc Nguyễn hỗ trợ anh Phương để mà nâng cấp, thì bây giờ với tinh thần đến đây thì anh cứ làm hết khả năng giúp đỡ cho anh để anh có cái phương tiện đi lại cho nó bền vững, rồi anh chạy du lịch là kiếm được cái đồng ra đồng vô nó dễ hơn là đi chở hàng hóa thì nó không bao nhiêu tiền mà nó vất vả nặng nữa. Là xe này người ta giờ ở đây nếu chở hàng hóa người ta không có chở đâu, cả xe máy không à. Nó chuyên xe này chỉ đang ngồi chơi thì hết giờ về chứ không có kiếm tiền được. Cái nằm cách sạch sẽ không chở khách du lịch đó. Dạ. Là người ta đi không có phương tiện ở đây không có tiền đi chơi thành phố á, đi xích lô. Dạ. Chứ còn ra là xe này nếu mà chở xe này nếu mà đang ngồi chơi thì về chứ không ai kêu chở nhiêu đó. Không. Đây không kêu luôn. À, thì anh bảo đó bây giờ là xe này chỉ có ra ngồi đến chờ hết giờ để về thôi. Không đâu có người à khiêng lên nhờ chở đi khúc hết rồi. Coi cái xe này có tính năng nâng cấp những gì anh xíu chia sẻ cho mẹ. Xe gì nâng cấp lên chở xe khách du lịch du đồ thì có tiền ra đồng vô. Anh chỉ trường dịch từng chi tiết đây. Rồi bây giờ anh xíu có thể là chia sẻ giúp em nè. Bây giờ là chiếc xe này còn cần làm những gì mà làm ra sao và chi phí thế nào anh báo giá. Làm rất là nhiều. Rồi bây giờ anh chỉ từng chi tiết rồi bây giờ từ trước ra sau em. Là cái dàn này á là sơn lại cũng được rồi đó. Sơn này xài lại đúng không? Được. Sơn lại. Cái này xài lại. Rồi. Còn cái này. Mấy nó cũng sơn lại được. À cái niên xài được không? Được chứ. Được phải không? Sơn lại. Lớp chất thay quá, lớp mòn hả? Lớp nếu ấy phải thay hết chứ. Lớp rồi. Này đâu có chạy được cái nào đâu. Chạy lượng bánh không đầy. Còn cái thùng này sao? Nắp này chắc cái này cũng mấy thay rồi. Thay à, cái này lốc mới lên là nó sáng xe ra thôi. Mấy cái chuối mấy cái đó. Còn bây giờ anh thiếu cái gì anh mấy cái này là cái chắc bỏ ha. Chắc bỏ. Còn cái khung này. Khung này chắc phải thay lại. Phải thay nóc luôn à. Nói chung anh làm tốt giùm em. Rồi, nó sáng ra. Nóc cũng được mà sao không được làm. Rồi anh Phương muốn sao? Rồi. Anh Phương muốn sao? Muốn thay nóc hay là muốn hàng lại? Cái này hàng lại được nóc rồi. Hàng lại trơn. Nên là y nóc nhiều quá không đủ tiền nó làm Không, anh cứ làm cho đẹp đi. Anh cứ làm cho đẹp đi. Giá 15 triệu mà làm đẹp nó thôi là nó thì nó phát thêm phải không? Làm sao mà trong vòng 20 triệu trở lại. Thay nóc luôn đi cho nó cái con này. Thay kiểu làm bô tư. Hả? Làm đẹp luôn đó. Làm đẹp luôn rồi. Anh cứ làm cho đẹp. Dạ. Nha. Mục tiêu là làm cho đẹp. Tại vì anh nói là 15 triệu là làm được. Nhưng mà nó đẹp và có thể hơn 15 triệu anh cứ làm. Nha. Miễn đừng quá 20 triệu là được. Được không triệu đâu, 2 triệu làm được đó. Cảnh khách du lịch đó cho nó đẹp dạ. Đi. Nè ví dụ như mấy cái này tạm bỡ nè. Sửa gần hết rồi. Thay luôn. Mấy này đẹp trời bữa nó banh lại gốm lắm. Rồi cái này xài lại được phải không? Được. Cái này thì ngon mà. Cái này cũng thay nóc cũng được. Thay nóc không? Anh nóc Phương. Sáng. Thay luôn, nó sáng xe luôn mới gì đâu. Rồi, ok, theo ý anh Phương thay nóc luôn. Cái yên thay luôn. Còn cái này. Thắng rồi phải thay rồi. Thắng nó làm bên điện là phải thay hết rồi. À thắng làm điện là phải thay phải không? À cái trục này rơ rồi nè. Cũng thay luôn. Thay hết rồi. Thay phải không? Khung này xài lại. À khung đó xài được. Đúng không? Nhưng mà khung này là xài. Cái này là rơ chắc chắn được chưa? Mấy cái này là phải thay nè. Ừ. Trục nè rồi slip thay.
cái gì bánh này mỏ thay hết rồi, bánh đồ nhiều thay á, bánh sau là đổ qua điện rồi, động cơ điện rồi, động cơ như kia rồi đó, cái động cơ nó qua bánh cái gì đó à, nó bình nó quy rồi bật bật điện vô rồi à, thì khi lúc đó thì bỏ cái bánh sau thấy cái động cơ khúc này à, khúc này là bỏ hết rồi. Rồi còn cái bình thì nằm đâu? Bình nằm như này á, bình đổ cái đồ sạc bằng cái này trong đây, nó y như kia kìa, nó y như bên kia đó. Chứ anh này anh làm chiếc rồi đó, anh làm chiếc mẫu rồi nè. Ở sau cũng độ cái yên cho khách dư khách người ta ngồi chứ. Đôi nó đẹp chứ thì coi chở không có được. Chở không được. Đuôi nó dài lắc cái đuôi. Chở không nít được cho người lớn chở lắc lắm. Thì anh có muốn độ cái yên giống lên này không? Thôi cổ thì nó ngồi nặng chi lên nha. Đẹp. Ok. Cả cho hai kia cứ làm đi chứ, làm chở một nít cũng đồ cũng đỡ chứ. Có dùng chở xe đồ nặng. Tùy ảnh thôi. Không, 2 triệu làm cho đàn bạn cho anh cho. Làm có lương tâm chở đàng hoàng hay chảnh. 2 triệu làm được. Anh xíu chuyên gia là, xe làm có nghĩa là chở kiếm tiền được, bất cứ khách nào lên xe cũng chở được hết. Rồi anh khách khó cái dễ cũng đỡ được hết. Địa chỉ 42 Hà Ra. Trong cái giới độ xe theo anh Phương nói là anh xíu là làm giỏi mà rất là ưng ý hả, đúng không? Thì cái này là mấy anh em chia sẻ trong cái độ xe á. Có anh xíu này làm được xe chạy tốt, mình biết đồ là mới rồi, điện đồ chạy mới, cũng là ít, không có banh, ít banh lắm, không có banh luôn á. Thì đó anh Phương em hỏi anh bài câu có những xe làm giờ 4-5 năm này đâu có sửa gì đâu nó sửa bao buồn rồi chạy hết là phải thay định bình là xuống cấp, quy là xuống cấp rồi cũng chạy xe để nghỉ dành tiền xe này lên thì anh bảo hành bao lâu? Bảo hành một năm luôn, là 6 tháng một năm luôn. Một năm luôn à? Nếu có hư là hư tới sửa miễn phí công tiền, tới sửa không có tiền. Còn hư công ty nữa, bảo hành một năm. Xin luôn, nó phải đi chốt lại cái giá cả là làm khoảng như thế nào. Chốt lại là anh cứ làm. Dạ. Trong vòng 20 triệu trở lại. Dạ. Anh nói là 15 triệu là chạy được, nhưng mà là cái số tiền mà gia đình bán đát á, là tài trợ ủng hộ anh á, là 20 triệu thì anh cứ làm cho tốt. Dạ. Nha. Đó là anh phối hợp với anh. Để coi cái gì. Có thì tôi chị. Anh phải thường xuyên. Chị cứ thường xuyên trước để coi cái gì mà không vừa ý thì biểu anh. Ví dụ như màu sắc, chất liệu. Cái nào đó thì anh là người biết. Có thể có 2-3 lựa chọn, anh tư vấn cho anh để anh lựa chọn. Em biết mà, chạy chứ lâu biết mà, dòm coi cái xe nó biết mà, đồ đẹp nó biết mà. Rồi. Anh đây là cái ngày cuối cùng. Anh ở chị bên cạnh chiếc xe cũ. Anh không bỏ nó. Không có đâu có bỏ được. Anh nâng cấp nó. Lên đời cho nó. Chứ không bỏ nha. Chiếc xe này anh đi bao lâu rồi? Anh gắn lắm năm. 30 năm rồi. 30 năm. Thưa bác giác cùng với gia đình. Chiếc xe này gắn bó với anh Phương 30 năm nay, nuôi sống ảnh và gia đình. Nay thì nâng cấp nó lên. Vì theo xu hướng thời đại bây giờ là người ta thích xe đẹp. Mà chiếc xe này á, chở khách du lịch người ta không có đi. Thứ nhất là đi rất là vất vả, thứ hai là xấu cũ, người ta không thích. Bây giờ đi xe điện không ạ? Mà với sức của ảnh mà bây giờ cái chiếc xe này mà chỉ chở hàng không, nó chở không nổi. Đúng rồi. Ảnh lớn tuổi mà lại bị tật cái chân. Anh Phương năm nay bao nhiêu tuổi? 62. Anh Phương năm nay 62 tuổi. Anh chia sẻ gia đình anh sao? Gia đình vợ bà ly dị lâu rồi, giờ con nó không có nữa, là vợ của mình. Anh ở đâu? Ở cây số 5 á. Ở cây số 5 á? Ở nhà ghế ông già. Anh ở nhà với... ghế ông già, ở ghế. Anh đây là cái cuối cùng nha. Em vị khách đặc biệt, chở em đi một vòng để cho bằng chia sẻ cái anh đi xe này như thế nào, sau đó mà có xe mới anh sẽ đạp một vòng nữa cho bà chia sẻ cho bà con coi. Chà. Chừng nào mà nâng cấp chiếc xe mới xong á là em sẽ là người phát đầu tiên đó nha. Đỡ đi dạo vòng biển dạo phố chơi á. Hello. Được đi chở xích lô miễn phí. Chuyến xe cuối cùng của cái đời cũ, mai mốt sẽ có đời mới.
Rồi. Làm hết trong vòng 1 tuần được rồi. À. Không thì làm. Thì anh cứ làm kỹ cả. Anh nói chuyện là trong 2 ngày là xong cái phần những cái khâu này làm rất là lâu. À, dạ. Yeah. Khâu. Dạ. Yeah. Trong vòng 1 tuần đó. Trong vòng 1 tuần. Dạ. Chứ làm xong. Trong 1 tuần đó thì anh có thể nghỉ ngơi. Hoặc là anh cứ phối hợp với lại phải qua xuống thường xuyên coi nha. Đúng rồi. Phải xuống thường xuyên coi một tuần. Trong vòng anh tự thường xuyên. Đâu, nhưng mà anh nên xuống. Xuống thường xuyên đây. Nên xuống thường xuyên để coi phối hợp theo cái ý của anh. Đúng không? Khi nào mà sớm nào gọi đường đó. Sớm nào rồi ok. Thì nếu mà xong sớm thì gọi sớm thôi. Quan trọng là cái màu thích sơn màu gì nữa nè. Hả? Quan màu sơn màu xanh này, màu xanh này nó anh hợp màu gì không phải của anh. Cho nó cây xe màu lá cây nè, màu dương nè, màu mặt trời nè. Anh nói lại cái bình gắn ở đâu motor thì sau này đúng không? Không, motor cái thùng mình gắn như này, như này. Cái thùng này chắc là như đợi rồi. Cái này chắc thay mới. Móp méo đó rồi. Cái bình là gắn ở trong nằm ở dưới này. Nó có cái khung đỡ. Còn lại cái motor điện độ. Cái gì điện là những bộ phận điều khiển nó nằm ở trong hết. Trong xe xe bên ngoài là cái linh ga mà chạy thôi chứ còn có cái hệ thống điện nó điều khiển bộ phận điều khiển đi. Tay ga nằm đây hả? Tay ga nằm đây. Ga nằm đó. Đứng bao nhiêu à? Cho ở 10 triệu đi. 10 triệu hả? Làm chảnh là cỡ 20 triệu á. Cỡ nếu mà thành xe ngon inox cái đồ xin chỉnh á. Okay. 10 triệu cho làm. Tôi bỏ một ít vốn nữa, bỏ làm lấy công lời lỡ bao nhiêu đâu. Nó là đây là cái hoàn cảnh nó đặc biệt cho nên là cái gì anh Xí cũng hỗ trợ với nhau là không hết hết bình nha. Dạ. Yeah. Chứ tinh thần là hỗ trợ cho anh luôn nha. 62 tuổi tập nghề anh phải là từ công trạng sống. Rồi là cái bên nha. Cứ 10 triệu rồi sau đó thì đứng sau. Khi nào sau này tôi lên tiếp tục thanh toán hoàn toàn. Khi anh Phương cứ qua đây. Hàng ngày anh Phương qua đây chỉ làm cho anh Phương chia sẻ cảm nghĩ của anh như nào trước khi mà chia tay chiếc xe này và cũng như là cái cảm giác của anh là thấy vui không? Thấy vui mừng quá mọi người. Nói với thì cái mừng quá ngủ không được luôn. Mừng ngủ không được. Ngủ không được luôn. Đó là đặt sáng sớm xuống. Hồi sáng. Ngồi chờ. Nhưng mà sau khi mà đã có chiếc xe mới rồi anh Phương sẽ cũng đã làm. À, định hướng anh làm gì? Cũng chạy kiếm sống hàng ngày thôi chứ cái là. Nhưng mà nó khỏe mình á. Mình chạy vòng biển, vòng đồ, mình kiếm khách du lịch rồi mình bớt chở hàng đi rồi nó cũng yếu rồi, chở hàng nó nặng, nó đạp không nổi, chở nổi, nó lên không nổi nữa. Giờ mình khách lên ngồi, mình chở đi, nó giờ... Mà thấy anh đạp thấy nặng quá. Chứ thiệt ra xe này người ta chở 3 người mà người ta đạp thấy nó nhẹ nhàng lắm. Người ta rù ra chạy, chở khách lấy tiền thấy nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà thấy anh đạp nó dùng sức người mà tàn tật nữa. Đạp thấy xe nó rất là nặng. Đi với con người mà đạp nó nặng lắm. Mới bệnh nữa, mới bệnh vậy nữa. Nặng, thấy nặng thấy nặng rồi. Bây giờ thành nghe cho được cái xe điện cũng mừng, cái bữa giờ đâu có làm đâu chạy nữa nổi đâu, đạp đâu nổi. Bây giờ bệnh biết là làm 2-3 ngày cái bệnh, 2-3 ngày bệnh đó. Bây giờ sức nó yếu rồi, hả hàng búa rồi nó không có. Gia đình chúc gia đình ông Rác Nguyễn ở người Mỹ có dự già sức khỏe. Mừng quá rồi. Chúc gia đình để nhân đây con cũng xin thay mặt cho anh Phương, một người lớn tuổi, năm nay 62 tuổi rồi mà phải tự lao động kiếm sống mà còn lại bị cục chân. Nay thì được bác Đác Nguyễn cùng với gia đình là hỗ trợ một số tiền 20 triệu đồng để cho nâng cấp chiếc xe xích lô từ xe đạp lên xe đạp điện. Lên là một, từ xích lô đạp lên xích lô điện. Anh rất là mừng. Đây là một cơ hội để cho ảnh có tiếp tục mà làm việc và nuôi sống bản thân. Con cũng xin chân thành cảm ơn và xin chúc bác Đá Nguyễn cùng gia đình luôn luôn mạnh giỏi, an lành và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ thì con sẽ cùng với bằng đi lên nhà chỗ anh Phương, chia sẻ chỗ ở của anh Phương để mọi người cùng biết. Xin chào bác Đá cùng gia đình. Lúc này đây tụi con đang ở chỗ anh Phương ở trên cây số 5 á. Từ đây mà về đến Nhà Trang là 7 cây anh Phương hả? 7 cây. Thì anh Phương chia sẻ là anh ở nhờ trong nhà từ đường. Thì gia đình cho ảnh một khúc này để che mưa che nắng. Có 2 ngày anh đi làm sao? Đi đặt xe lô xuống á. Ồ,
xa ha, bảy cây đạp bảy cây xuống ở Nha Trang người ta mới đi xích lô chứ ở bên này người ta đâu ai đi đâu đạp theo xuống đến Nha Trang rồi đạp về chiều tối đạp về. Còn xe máy này của ai? Của gần cháu đi nè. Anh có xe máy không? Anh có xe máy không? Không. Rồi như vậy những ngày tới đi xuống để coi xe đạp. Anh có xe đạp hả? Có xe đạp. Ừ. Mới nãy là tính đi xe thồ nhưng mà nhờ anh xíu, anh xíu chở và giùm. Để gửi xe đạp dưới, gửi xe đạp dưới chỗ thấy quán. Thấy cái chỗ anh ở cũng rất là sơ sài ha. Nghe nói ở đây có lụt mà không? Đến mùa mưa lụt không? Lụt lửa cửa sổ luôn. Đúng rồi. Đây nè, là con mí nè. Giấu. Rồi đến những cái lúc mà mưa nước nó lên cái mức này thì anh ở đâu? Ở nhờ kéo lên trên mấy cái cao ở lên cái bìa bìa hiên á. Ờ đây nè. Mấy nước này đúng không? À, mấy nước đó là đó luôn. Về khu này khu Bến Thạnh ngập lụt mà. Rồi chưa? Bây giờ nó đỡ rồi. Mười mấy năm về trước rồi. Năm ngoái coi ngà, có bị à? Đã, năm ngoái lên đó đó. Nó bị năm ngoái là dữ dằn lắm á. Năm ngoái cao nhất á. Nó cày bạo rồi. Đó, nó sẽ đập xuống, nó xuống. Đó, bây giờ nó có nhà nhiều quá. Nó có nhà nhiều quá, nó không rút nước không rút nổi. Nó có qua hết rồi, nữa nữa có nhiều quá, nó có kênh rồi nó không. Anh Phương chỉ bỏ cái giường đó. Hả? Là giường của anh nè. Giường. Đây tủ đồ. Nói chung là rất là sơ sài, anh không có xe máy, có xe đạp. Hàng ngày đi 7 cây số xuống Nha Trang bằng xích lô. Bây giờ thì có chuẩn bị có xe mới thì xe điện nó đỡ vất vả hơn. Thứ nhất là đi lại, thứ hai là cũng như là chở khách. Chứ còn mà cái xe cũ của ảnh là đâu có khách đâu có đi đâu, chở hàng không à. Mà chở hàng nó nặng nè, ảnh sức ảnh yếu, 62 tuổi, bị cụt chân nữa. Rồi bây giờ có thêm cái bệnh hen suyễn nữa đúng không? Hen suyễn rồi. Đăng ký mới trả lời. Đó. Hồi nãy xin chia sẻ đó, cái xích lô đó xuống tới hết giờ đi về đó. Trước mắt là chúc mừng anh, chuẩn bị có phương tiện mới để mà mưu sinh. Cũng mong rằng là sắp tới có xe mới anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Thứ nhất nhẹ nhàng hơn, thứ hai có thu nhập sẽ khá hơn, đúng không? Cái du lịch nói với cũng ngon hơn, chở địa phương ngon hơn, chở hàng đỡ sức khỏe nó cũng giờ nó cũng yếu rồi, có xe điện nó lại chạy nó cũng đỡ và đỡ vất vả hơn, cái lao động mình nó đỡ mệt nữa. Anh nói nghe tin mà gia đình bác Đác tài trợ để mà nâng cấp chiếc xe điện á, ảnh mừng không ngủ được luôn. Đêm nghe đó mà hôm đó là báo là mừng chạy ra sáng rồi là đạp xuống sớm rồi xuống chờ biết gọi điện cho anh Tí nè là sáng nói anh Tí ra gặp nó giao ra cái đó. Anh có nghĩ là mình sẽ một ngày có xe điện không? Không nghĩ đâu. Ngay kỳ bữa là con nó nói là gọi điện á, con Ly á, cháu con Ly á gọi điện là mừng phải không? Nói rồi để trợ cấp xe điện á, cháu nên gọi nữa là thấy chắc hy vọng. Có hy vọng. Chắc số cái cuộc đời chạy xe lô miết rồi đó vậy đó. Xưa ông trang bị bị tai nạn hay ông đi lính bị tai nạn là lâu chưa chân này? Ba mấy năm là lúc đó đi chạy xích lô chưa? Chưa chạy xích lô, đi tai nạn xong mới chạy xích lô. À đi tai nạn rồi mới chạy xích lô ha. Thì anh chia sẻ đó, thôi nhau ba mấy năm rồi đúng không? Con lớn hả? Con lớn rồi, đi nó ở bên mẹ đó, nó đi đâu á, nó về. À, không về nữa hả? Không về. Nó ở bên cất nhà cửa là đỡ đâu á. Cũng chả liên lạc nữa. Sao không liên lạc ta? Con liên lạc nữa, nó có rồi không biết đâu người ta liên lạc nữa. Mấy đứa anh mấy? Hai đứa mà nó vợ lớn rồi không biết nữa. À thôi thì mỗi người mỗi cảnh. Thì trước mắt là chúc mừng anh. Anh cố gắng hàng ngày để đi xuống để mà đúng rồi coi với đông đắp để mà kiếm có xe để chạy kiếm tiền chứ hàng ngày á. Dạ, cuối cùng điều quan trọng đó là để làm theo ý của anh. Chất liệu gì đó là màu gì, đó. Kiểu dáng ra sao, anh phối hợp để sao mà ra cái chiếc ưng ý nhất của anh. Xong tôi rồi anh gọi ra em xuống chừng nào mà chuẩn bị ráp á. Anh gọi em để lên chia sẻ cái cảnh anh ráp vô làm sao. Ráp lâu lên rồi. Ráp lâu hả? Làm chuẩn bị chứ mà ráp cũng lâu. Ráp lâu. Chuẩn bị cũng lâu. Làm chuẩn bị nó mới nhanh được. Thì bây chừng nào ráp xong rồi nói thì em lên. Rồi sau đó anh giải trình là ráp kiểu gì nó như thế nào, đúng không? Ráp xong cái gì anh em liên lạc sau. Rồi bây giờ em xin phép về. Rồi.
Rồi chào nha, anh nghỉ nha. À, anh em mình về. Rồi một lần nữa, trước khi khép clip, con xin chúc trước hết là xin cảm ơn bác Đát cùng gia đình đã tài trợ số tiền 20 triệu đồng để nâng cấp chiếc xe của anh Phương, và là cũng xin chúc bác Đát và gia đình sức khỏe dồi dào và an lành. Xin chào. Cảm ơn anh Xíu nha, anh Xíu cho chở ảnh. Xin cảm ơn bác Đát bây giờ có lòng tốt giúp đỡ những người khổ ở Việt Nam. Xin chúc bác sống lâu trăm tuổi để có dịp giúp đỡ được nhiều người nữa. Rồi, ok, cảm ơn anh nha. Anh cố gắng làm tốt để có phương tiện cho anh Phương ảnh mưu sinh. Rồi, chào.